Ai chào cả nhà mình ăn thì mình Cam đóng ngoài Nha Trang mới gọi mình thì anh kêu mình thanh lý rẻ cho anh em chơi luôn đi. Thì hiện tại bây giờ thì ba con thú cho bộ môn này thì nói chung là nó nhỉnh hơn hai con một xíu thôi. Thì anh em nào ưng thì alo cho mình ha, số điện thoại mình có trên màn hình luôn nha cả nhà. 0929887446 ha. Để anh em tới nhà coi bắt, còn không thì anh em có thể gọi video call trực tiếp để mình xem từng con chim ha. Giờ mình sẽ quay ba đứa cho cả nhà ha. Thì nói chung là thì hai con thì anh em gọi mình hồi trước anh em biết rồi á, thì giờ á là ba con thì nó nhỉnh hơn một xíu xíu thôi, nó không nói chung là chỉ có một xíu thôi, nên là anh em khỏi lo, anh em cứ hết thì alo cho mình ha. Đây ba đứa tụi nó đây, để cho mình quay á thì mình không chỉnh sửa hết, cả nhà phải thấy màu được đỏ nguyên một con như thế nào ha. Thì nói chung là lưng ngực, cái ngực đỏ hơn cái lưng ha. Anh em mời người tới nhà coi bắt nha cả nhà. Thì ba bé như thế này thì bé này mới máy lẻ, thì anh em muốn nói mấy lẻ thì giờ ghép với con bạc thì nó ra như thế nào thì thật sự mình chưa ghép nên chưa biết được nha cả nhà. Thì cả nhà mình có thể là ghép thì nó sẽ có ba trường hợp ra: một là ra mung rạch, hai ra u lời, ba là ra con bạc má. À, là có thể là ra vừa có thể là ra ba kiểu đó đó. À, nếu mà bò mung mà ghép với bạc má thì nó sẽ ra như vậy hết cả nhà. À, còn một cặp thì nó bên đây, ở đây thì con trống, còn con máy bên đây. Con trống thì muốn thới trắng nha cả nhà. Con máy đây, thì con máy chung cặp này á thì anh ghép rồi, là con máy nó to hơn con trống. Thấy ha. Thì cái này thì mình có từng quay và kiểm tra mắt một món mỏ cho cả nhà xem ha. Thì cả nhà thấy phân nước của nó đi rất là ok ha. Mình bỏ ra đây á thì chủ yếu là để cho tụi nó tắm rửa thoải mái hơn thôi. Thì nước máng thì mình thay mỗi ngày. Đó nha, thấy nó nhìn thấy phân của nó đi nha. Ba con đều phân ok đẹp đẽ hết. Con này hồi bữa mình nói cái nhà nó hơi bị tiêu chảy ha, bây giờ người ta hết rồi. Đó. Thấy phân đẹp ok ngon lành ha. Thì nên là ưng thì cho tới nhà coi trực tiếp bắt, còn không mình cứ gọi đi về cho mình ha. Đỏ từ đầu tới chân luôn ha. Ok, anh em vẫn cứ gọi mình ha. Giờ mình chắc mình cũng sẽ cúp video đây ha. Chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại sau ha. Thì chim thì mắc mũi móng mỏ mình bao ha. Thì ngoái ngước lộn thì tất cả thì đều chưa có ha.